theo chiều hướng tốt hơn, tích cũng cực hơn. Cái điều mà em đón nhận trong thai kỳ nó đều là dấu cộng thôi, nó rất là dương tính thì mình đúng cảm thấy em cũng không tìm được ra một dấu trừ nào cả. Nó cũng là một cái điều mà dễ cái lý giải. Cái dấu trừ duy nhất mà em tự tạo ra ấy, đấy là nhiều khi dỗi chồng thôi. Như kiểu dỗi một tí cho nó cho nó đúng là đang mang thai, cho nó đúng kịch bản. Đúng kịch bản. Một khi em dỗi là em dỗi tới bến luôn. Thì cái lần kinh khủng nhất là em xuống dưới bếp, em đập bát, đập thấy một cái bát mà thấy nghe cũng vui tai phết. Thế em đập nhiều lần để cho xem là chồng nghe thấy không. Nhưng mà rất tiếc là chồng phòng em hôm đấy thì lại ngủ mất. Chồng phòng em cách hôm đấy thì lại ngủ mất. Mà ngủ không biết một cái gì. Em đập hết một chồng bát rồi. Lúc này em nhớ là em dỗi một cái gì đó nhưng mà gọi không nghe bởi vì ngủ, xong rồi điện thoại cũng để chế độ im lặng. Mà em ở dưới tầng 1 thôi, em đầu sâu rồi em mãi không thấy chồng em xuống dỗ. Thế là em sốt ruột quá, em chạy lên em đập chồng. Và phải đập thế ông mới dậy. Ngủ say khủng khiếp. Ai dọn cái mớ bát đó em? Chị giúp việc đến dọn. Không, em nghĩ là chị giúp việc. Tại vì sau đấy chồng em còn phải dọn em. Còn dọn em hả? Thai kỳ của bạn này vui vẻ như vậy là một phần là cũng nhờ vào cái người bạn đồng hành của đúng, bạn này. Chính xác. Vâng. Quá tâm lý. Chị không nghĩ là một phần đâu Lan, chắc cũng phải là 50-50 thậm chí hơn ấy. Thậm chí hơn. Vâng. Em cũng cảm thấy là em thích mang thai với người đàn ông này. Và đấy là lý do mà em nói là bọn em mang thai cùng với nhau, đẻ cùng với nhau. Tức là không có một cái việc gì mà để cho em làm một mình hết. Rồi vậy thì bây giờ mình bước qua tới cái giai đoạn đi sanh đi. Đúng rồi. Cái ngày đẻ đó cùng nhau kỷ niệm dữ dội không? Bọn em có quyết định là sẽ sang Thái Lan để thực hiện cái việc sinh ở dưới nước. Trong cái quá trình chuyển dạ và sinh con là mình sẽ ở trong một cái bồn nước ấm. Để cái áp lực của nước ấy nó sẽ làm mình đỡ đau hơn. Và khi mà con sinh ra trong môi trường nước thì nó cũng giống với cả khi mà em bé ở trong bụng mẹ, trong môi trường nước ối. Thì em muốn trải nghiệm cái đó. Và chồng em thì ngay lập tức cũng ok cho em trải nghiệm luôn. Thì bọn em sang Thái vào tháng cuối cùng của thai kỳ, tức là tuần thứ 36. Ồ, 36 mà vẫn cho bay hả? Thật ra là lúc đấy tính ra ấy, thì sẽ là 35 tuần 4 ngày gì đó. Nhưng mà bọn em đúng là khi mà đến sân bay thì người ta không cho bay. Đúng rồi. Nên là bọn em đã phải chạy đi chạy lại để có những cái giấy. Đúng rồi, kiểu chạy hết từ viện nọ sang viện kia, xong cuối cùng là dừng ở Việt Pháp để lấy được cái tờ giấy đồng ý cho bay của bác sĩ. Bởi vì em bầu rất là khỏe và bác sĩ chỉ cần check xem là tử cung của mình ý, nó đã mở hay chưa. Thì mình có thể bay được. Và cuối cùng thì cũng bay được. Và trong suốt 4 tuần đó, bọn em có được một cái cuộc sống lứa đôi hoàn hảo ở bên Thái trước khi sinh. Rồi như vợ chồng son vậy đó. Đúng rồi, trăng mật luôn. Thấy rất là biết ơn cái quãng thời gian đó. Bởi vì là khi mà ở đây thì chồng em vẫn đi làm và em vẫn cứ tập trung vào công việc kinh doanh của mình. Khi mà sang bên đó thì gạt hết mọi thứ và bỏ lại mọi thứ đằng sau. Và cùng nhau chăm sóc em bé trong bụng này, rồi CJ thì chăm sóc vợ này, cùng nhau đi chơi. Đấy mới là giai đoạn em đi chơi nhiều nhất. Tức là em là Thu Phương và mọi người hay gọi em là Obi. Hiện tại thì em có một business nhỏ nhỏ thôi, rất nhỏ thôi. Em xin giới thiệu sơ qua một chút về đối tác của em. Đó. Thì chồng em là CJ và anh ấy là một YouTuber đến từ Nigeria. Thì cái ngày đầu tiên mà em biết mình có thai thì em nhớ rất rõ, đó là cái ngày mùng 4 tháng 12. Trời, em nhớ ngày luôn á hả? Em nhớ ngày luôn bởi vì hôm đó là lễ ăn hỏi của cô bạn thân em. Và lẽ ra là hôm đó là em đã đi rồi. Nhưng mà đêm mà cứ chằn chọc mãi không ngủ được, cảm nhận cái cơ thể nó có một cái gì đó nó thay đổi. Thế là 4 giờ sáng lôi que thử thai ra thử. Và khi mà nhìn thấy hai vạch thì lúc đấy sốc quá. Nó lên nhanh không? Hai vạch nhanh không? Nhanh và rõ. Trên đấy sốc quá. Sốc quá, thế là thôi hôm sau nghỉ. Không đi hỏi luôn. Không đi hỏi luôn. Và nhắn tin xin lỗi bạn là chị đang có chuyện. Lúc đấy em vẫn chưa mừng tượng ra, nên mình cũng chưa thể kết nối được với cảm xúc bên trong mình, là mình vẫn chưa hiểu mình đang cảm thấy như thế nào. Tức là em chưa có một cái kế hoạch cho cái việc mang thai. Vâng, chính vì thế em mới bất ngờ. Thế thì khi mà bị sốc ở tại cái lúc mà mình đối diện với hai cái vạch đấy thì em làm gì kế tiếp? Việc đầu tiên em làm là nhắn tin cho tất cả bạn bè của em. Thôi chết rồi. Có thai rồi. Em dựng tất cả chúng nó dậy 4 giờ sáng. Em nhắn tin mà nhắn tin không được em gọi điện luôn. Ủa khoan, nhưng mà khoan xí, ngắt một cái, tại sao em không nói với đối tác của em trước
mà em lại nói với bạn bè của em trước. À, bởi vì là em rơi vào một hoàn cảnh rất đặc biệt là lúc đó em và chồng em thì mới đang trên con đường quay lại với nhau. Tức là trước đó thì bọn em có chia tay một thời gian. Cũng chia sẻ một chút đó là chồng em thì trong cái giai đoạn đấy đang gặp một chút khó khăn về tài chính và anh ấy hơi thiếu tự tin trong cái mối quan hệ tình cảm và luôn luôn nghĩ rằng là mình không đủ tốt và muốn người yêu đi tìm một người tốt hơn. Lò dò quay lại với nhau thì cũng có ABCI cái thế một tí nhưng mà vẫn chưa rõ ràng, thế là cả hai đều chưa có những cái quyết định rõ ràng về mối quan hệ đó. Lúc đó thì em vẫn hơi ngại, vâng, hơi bối rối, chưa muốn chia sẻ. Nó không giống như là một cặp đôi đang mong chờ một điều gì đó để mà em có thể gọi là hồn nhiên vô tư em chia sẻ với cả người yêu. Đó, hay chưa, mọi diễn biến tâm lý của chúng ta nó đều có những cái nguyên nhân rất là rõ ràng. Thật ra đối tác của em cứ đi ngủ là tắt máy. Hiểu rồi ha. Rồi sao? Thế rồi em cứ lâng lâng, bạn bè em thì biết hết rồi và chúng nó cũng ngạc nhiên y như em vậy, bởi vì là những người bạn mà em kể cho về cái mối quan hệ của em lúc đó thì họ hoàn toàn hiểu. Tức là có thể họ ở ngoài và họ hiểu là tâm trạng của mình như thế nào, nhưng bản thân mình thì lúc đấy vẫn chưa hiểu rõ là mình thích hay không thích, mình hạnh phúc hay là mình hoang mang. Em có nhắn tin cho một người bạn ấy là: chị ơi, có nên nói cho CJ biết không? Và chị ấy khuyên em là có. Em có muốn nói không? Em bảo là em muốn lắm, thế thì nói thôi. Thế em bảo nói như thế nào? Truyền đạt thông tin ngắn gọn nhất có thể. Đối tác của em lúc đấy thì đang đi dậy. Và buổi trưa em nhắn tin là qua đây ngay. Ủa, đó là cái cách truyền đạt thông tin ngắn gọn nhất và đơn giản nhất đó hả Phương? Vâng, tức là em muốn nói trực tiếp. Qua đây ngay. Qua đây ngay. Và thế là cũng qua. Vâng. Và khi qua thì em cũng không hiểu tại sao em chưa nói luôn. Em phải ngồi và em phải tìm hiểu xem là bây giờ anh muốn như thế nào, chuyện giữa hai đứa mình là anh muốn như thế nào. Sống lý do mà em chưa muốn nói luôn vì em sợ ảnh không chấp nhận cái điều này, hay là vì em muốn nó dồn thêm cảm xúc để cho ảnh bất ngờ? Em muốn hành thêm một tí. Lúc đấy em không đó. Có nỗi sợ nào trong người cả, em chỉ tò mò thôi. Thật ra thì em vốn biết là người yêu của mình lúc bấy giờ là một người cực kỳ yêu trẻ con và chắc chắn là nếu như anh ấy biết là có con với một cô gái nào đó thì anh ấy sẽ không bao giờ phủ nhận nó. Đó là điều mà em tin và là điều em biết. Nhưng mà điều mà em chưa biết lúc đó thì mà em muốn làm rõ ra là bây giờ tình cảm của anh dành cho em như thế nào. Đúng rồi. Và anh nghĩ rằng là mối quan hệ này chiều hướng, tức là anh nghĩ nó sẽ như thế nào. Lúc đó thì người yêu em vẫn có xu hướng là muốn em đi tìm một người đàn ông khác xứng đáng hơn. Anh chưa thực sự tự tin để quay lại. Vâng, và có xu hướng là thôi em ạ, thôi em ạ. Thế là em mới đưa luôn cho cái que. Ý anh là thôi em ạ, là thôi tụi mình khoan, hãy đường dài sông rộng gì với nhau, cứ từ từ. Cái nói chung là cái cảm giác của anh ấy là sợ không lo được cho bạn cho gái bạn của mình, chính xác. Nên là thôi cứ để cho bạn ấy đi tìm một đối tác khác nó có ổn định về kinh tế hơn, chứ không phải là không yêu. Đúng, động cơ thì rất là hợp lý, nhưng mà cái cảm xúc khi mà em đưa cái que đó ra, việc đầu tiên anh ấy làm là im lặng, sau đó ra một góc khác ngồi khóc. Sau đó thì sao? Lúc đó em làm sao? Em nhìn anh khóc. Em nhìn anh khóc một lúc, mười bò đầu vứt tay như thế này. Khóc. Em nhìn anh khóc một lúc, sau em đứng dậy, em vỗ vai anh ấy là: thấy thương ảnh không? Không. Không. Thấy thương hay là thấy hoang mang? Ủa hết rồi. Em cũng tại không sao ông lại dò đầu bứt tóc? Hay là ổng từ chối? Hay là sao đây ta? Em biết là anh ấy sẽ không từ chối. Không, mà mình đừng có đem tư duy điện ảnh. Em thấy rất là tò mò. Em thấy rất tò mò. Khóc hả? Tức là em đang đón chờ xem là tiếp theo phản ứng của anh ấy sẽ như thế nào. Ban đầu thì là khóc, và em chỉ suy đoán là ok, chắc là khóc vì quá bất ngờ. Bởi vì là anh ấy chưa dự định là sẽ có ngay, tức là vẫn luôn luôn mong muốn, nhưng mà có sẵn một cái dự định ở trong đầu là một vài năm nữa khi mà tình hình kinh tế ổn định thì mới có con. Thì em cảm nhận được rằng là anh ấy lúc đó đang có một chút lo lắng và cảm thấy bất lực, bởi vì sợ rằng là mình không thể làm được một người bố tốt. Hay là chị nghĩ là có sự sợ hãi, có đúng sự rồi. Lo lắng đầy đủ, bởi vì ngay cả trên cái trọng số với em thôi, tức là trong cái mối quan hệ với em thì anh cũng đã không tự tin rồi, mà đó là một cái mối quan hệ rất là gọi là tạm, gọi là nếu như mà muốn đẩy nó ra xa thì vẫn còn có cơ hội để đẩy, nhưng với con thì không.
cái ràng buộc huyết thống nó không có, nó không né tránh được, cho nên cái sự lo lắng đó nó rất là rõ ràng, nó ập đến với GK. Khóc rồi bao lâu đó em đang tính hỏi là khóc tới chừng nào? Khóc tới chừng nào cũng khá là lâu. Lúc đấy thì em biết chắc là anh ấy sẽ đón nhận nó, biết chắc chắn là người đàn ông này sẽ không chối bỏ. Nhưng mà đón nhận như thế nào thì lúc đó em chưa biết. Có bao giờ em hỏi là tại sao lúc đó anh khóc không? Có chứ. Anh trả lời. Em chưa cần hỏi, anh ấy đã chia sẻ rồi. À vậy hả? Anh vâng. Nói sao? Thì anh ấy nói là lúc đó là vừa hạnh phúc bởi vì biết là mình có con, và vừa sợ, rất là lo bởi vì CJ nhà em thì luôn luôn muốn là mình cho con tất cả những điều gì tốt nhất. Và vừa lúc đó cảm thấy là chắc là chưa biết phải làm gì, không biết phải đón nhận như thế nào, lúng túng. Em nhớ là trước đó khoảng tầm một tuần thì lúc đó em bị chậm kinh rồi. Em nghĩ là khả năng có thai sẽ chỉ ở mức 5% thôi, bởi vì là sau khi quan hệ xong thì em gái em đã mua thuốc cho em để uống rồi. Tức là đó, cái lần quan hệ đó nó cũng hơi ngoài dự kiến. Đó, thế là em cũng đã uống một viên thuốc rồi, và em nghĩ là chắc là không sao đâu, chắc là chậm kinh là do tác dụng phụ của thuốc thôi. Và thế là em nhớ là buổi tối hôm đó bọn em gặp nhau và em có nói là em hỏi sơ sơ là thế nếu bây giờ nhá, chỉ ví dụ thôi, là em có bầu thì anh nghĩ sao? Thì lúc đó CJ cũng chỉ nghĩ là ví dụ thôi. Bởi vì cả hai đều biết là đã uống thuốc rồi. CJ có nói một câu mà em nhớ mãi, đó là không đời nào anh để thằng khác làm bố của con anh. Không đời nào anh để thằng khác làm bố của con anh. Quá trời quá đất. Cái buổi ngày hôm đó ấy, sau khi đã khóc xong và đã bình tâm lại thì CJ thay đổi luôn. Thay đổi luôn quyết định và thái độ của mình. Đó là lúc này là anh ấy đã bắt đầu là muốn chịu trách nhiệm rồi, và có cái thái độ là xin em cho anh chịu trách nhiệm. Thì ngược lại lúc này em phải là người đẩy ra. Nhưng mà không cho. Lý do? Vì sao? Bởi vì trước đó vẫn muốn bỏ em. Như vậy thì cái việc mà không cho này là như một cái cơn mà làm nư làm nết của mình thôi. Chứ không phải là mình thật tâm muốn vậy, đúng không? Đúng rồi ạ. Trời ơi, các bạn cũng chơi liều dữ. Muốn không? Muốn bảo đáng đời, ai bảo bỏ em phải hành tí. Đúng rồi, quý vị ơi, đây là chỉ là một cái trường hợp cá biệt đặc biệt thôi, quý vị đừng bắt chước như vậy nha mọi người. Đừng nên bỏ một phép thử nào trong tình yêu, hết nguy hiểm lắm. Với lại tùy người mà thử nha quý vị, tùy người mà thử. Nhưng mà lúc đó em biết chắc chắn rằng là CJ muốn đứa con trong bụng, rất muốn. Đúng. Người yêu thì không biết lúc đó còn muốn hay không, không biết là còn muốn em hay không, nhưng đứa con thì chắc chắn là muốn. Anh ấy bắt đầu một công cuộc giống như là tán lại vậy. Và rất kiên trì thuyết phục là chúng mình hãy về với nhau đi, hãy cùng một nhà đi. Nhưng mà lúc đấy thì em bắt đầu em tự ái rồi. Em tự ái, em tủi thân, bởi vì là tại sao cứ đòi bỏ em, tại sao cứ đòi chấm dứt mối quan hệ. CJ cứ càng níu kéo thì em lại càng đẩy ra. Nhưng mà cũng không phải là mình đang thử, mà là mình thực sự mình không cảm thấy an toàn. Mình không biết là người ta lúc này người ta đang muốn nối kết lại vì kết cái nối gì? Lại vì tình cảm, hay là người ta đơn giản là người ta chỉ muốn chịu trách nhiệm. Đúng cho rồi. Cái đứa bé trong bụng mình thôi. Em không ngại nếu phải mang thai và sinh con một mình, nhưng điều em muốn là nếu như hai người mà có về chung một nhà thì nó phải có cái tình cảm thật, còn nếu không thì em cũng thấy ổn. Nhưng mà CJ thì có quan điểm khác. Vẫn có một câu nói mà em nhớ, đó là anh không muốn những đứa con của anh có những người mẹ khác nhau. Tức là nếu như đứa này là con của em thì những đứa sau vẫn phải là con của đúng, em. Đúng. Thực ra cái tư tưởng này nó cũng khá là đặc biệt. Thế thì bây giờ khi mà bạn ấy ổn định cái tinh thần lại thì hai bạn đã trải qua một cái thai kỳ như thế nào? Sau bao nhiêu lâu thì mình mới hết hành người ta? Em nhớ là 4 ngày. Em nhớ là 4 ngày. 4. Trời mưa, em cũng làm chị bất ngờ ghê. Chị nghĩ là không phải 4 ngày. 4 ngày dòng dã đi. CJ nhắn tin suốt từ Facebook qua Zalo. Đúng rồi. Và 4 ngày em dòng dã em chửi cào phím. Anh cào phím em anh bạ. Mình trút ra cho nó hết cái nừ của mình. Đúng rồi, lúc đầu em cảm thấy là em phải xả hết những tất cả những cảm xúc trong cái giai đoạn mà chia tay ra. Bởi vì em không muốn chia tay. Và ngay khi em ok, CJ, vợ ơi, bây giờ không được block chồng nữa đâu. Trời ơi.
Còn chứ vợ ơi, bây giờ không được block chồng nữa đâu. Trời ơi. Còn trước đó gọi em là vợ em không bao giờ em cho phép. Cái để xuống không cái quá phép. Trình mà mình mang thai á, cái thai kỳ của mình nó có trục trặc, có gút mắt hay hai người có hợp tác với nhau tốt trong cái vấn đề mà chăm em bé trong bụng không? Em nghĩ là chắc là không ai mang thai như em. Bởi vì em mang thai em còn khỏe hơn cả lúc không mang thai. Bởi vì cái thai kỳ của em nó quá đặc biệt. Thế cho nên là mọi người follow rất là chăm chú, follow cho đến khi đẻ luôn. Nhiều người nói với em rằng là em đã làm thay đổi hoàn toàn quan điểm của họ về việc mang thai và việc sinh nở. Cụ thể nào? Em không có cái gì là bất biến cả. Điều đầu tiên là em không nghén một chút nào cả. Em cứ chờ mãi một cơn nghén. Nhưng mà... coi nó ra làm sao? Không có. Mà trong suốt 9 tháng em cũng bảo là người ta thì nghén lên nghén xuống, còn mình thì chẳng được nghén. Những bạn mà đang nghén nghe câu này hờn lắm đó em. Nên là em không dám chia sẻ là làm như thế nào để mang thai khỏe mạnh, bởi vì em không biết làm như thế nào cả. Nhưng tự mà nhiên nó khỏe vậy tự thôi. Tự nhiên nó khỏe. Mà mình chỉ muốn là thử cảm giác một lần buổi sáng mình dậy mình buồn nôn xem nó như thế nào. Nhưng mà không. Em ngủ rất là ngon. Em thấy cũng nhiều mẹ chia sẻ là có nghén ngủ. Em thì cũng nghén ngủ nhưng mà thường là thích ngủ vào buổi chiều. Nó cũng không rõ ràng lắm bởi vì bình thường em cũng đã ngủ nhiều. thế nên là mang thai thì sẽ ngủ ngon hơn. Và cái thứ hai là khi mang thai ấy, em chơi nhiều hơn cả lúc em không mang thai. Tức là lúc đấy em quẩy tưng bừng và em tung hoành và em bay trong suốt 9 tháng và em bay bay đi chơi rồi bay ra nước ngoài rất là nhiều. Và thậm chí là cái lần mà em đi Singapore để tổ chức sinh nhật, lần đầu tiên mình sinh nhật mình có bầu, và vợ chồng em còn đi bộ 10 km ở trong cái vườn thú ban đêm ở bên Sing ấy. Em đi em không biết mệt mỏi là gì. Tức như kiểu là em lúc bé là thai kỳ bao nhiêu tháng? Lúc đó là em phải được hơn 5 tháng rồi, bụng nó cũng to rồi. Và cái thứ ba là khi mang bầu em không bị trầm cảm hay là không bị tâm lý thất thường như là các mẹ. Có thể là do cái nhịp sống của em tại thời điểm đó thì em vẫn rất là đa dạng trong các cái hoạt động của mình. Cái thứ hai là bản thân em nhìn mọi thứ nó đều theo chiều hướng tốt hơn, tích cực hơn. Cái điều mà em đón nhận trong thai kỳ nó đều là dấu cộng thôi, nó rất là dương tính thì mình đúng cảm thấy em cũng không tìm được ra một dấu trừ nào cả. Nó cũng là một cái điều mà dễ cái lý giải. Cái dấu trừ duy nhất mà em tự tạo ra ấy, đấy là nhiều khi dỗi chồng thôi. Như kiểu dỗi một tí cho nó cho nó đúng là đang mang thai. Cho nó đúng kịch bản. Đúng kịch bản. Một khi em dỗi là em dỗi tới bến luôn. Thì cái lần kinh khủng nhất là em xuống dưới bếp, em đập bát. Đập thấy một cái bát mà thấy nghe cũng là vui tai phết. Rồi em đập nhiều lần để cho xem là chồng nghe thấy không. Nhưng mà rất tiếc là chồng phòng em hôm đấy thì lại ngủ mất. Chồng phòng em hôm đấy thì lại ngủ mất. Mà ngủ không biết một cái gì. Em đập hết một chồng bát rồi. Lúc này em nhớ là em dỗi một cái gì đó nhưng mà gọi không nghe bởi vì ngủ, xong rồi điện thoại cũng để chế độ im lặng. Mà em ở dưới tầng 1 thôi. Em đầu sâu rồi em mãi không thấy chồng em xuống dỗ. Thế là em sốt ruột quá, em chạy lên em đập chồng. Và phải đập thế ông mới dậy. Ngủ say khủng khiếp. Ai dọn cái mớ bát đó em? Chị giúp việc đến dọn. Không, em nghĩ buồn là... khi chị giúp việc. Tại vì sau đấy chồng em còn phải dọn em. Còn dọn em hả? Thai kỳ của bạn này vui vẻ như vậy là một phần là cũng nhờ vào cái người bạn đồng hành của bạn này. Chính xác. Quá tâm lý. Chị không nghĩ là một phần đâu Lan, chắc cũng phải là 50-50 thậm chí hơn ấy. Thậm chí hơn. Vâng. Em cũng cảm thấy là em thích mang thai với người đàn ông này. Và đấy là lý do mà em nói là bọn em mang thai cùng với nhau, đẻ cùng với nhau. Tức là không có một cái việc gì mà để cho em làm một mình hết. Rồi vậy thì bây giờ mình bước qua tới cái giai đoạn đi sanh đi. Đúng rồi. Cái ngày đẻ đó cùng nhau kỷ niệm dữ dội không? Bọn em có quyết định là sẽ sang Thái Lan để thực hiện cái việc sinh ở dưới nước. Trong cái quá trình chuyển dạ và sinh con là mình sẽ ở trong một cái bồn nước ấm. Để nó cái áp lực của nước ấy nó sẽ làm mình đỡ đau hơn. Và khi mà con sinh ra trong cái môi trường nước thì nó cũng giống với cả khi mà em bé ở trong bụng mẹ, trong môi trường nước ối. Thì em muốn trải nghiệm cái đó và chồng em thì ngay lập tức cũng ok cho em trải nghiệm luôn. Thì bọn em sang Thái vào tháng cuối cùng của thai kỳ, tức là tuần thứ 36. 36 mà vẫn cho bay hả? Thật ra là lúc đấy tính ra ấy, thì sẽ là 35 tuần 4 ngày gì đó. Nhưng mà bọn em đúng là
khi mà đến sân bay thì người ta không cho bay. Đúng rồi. Nên là bọn em đã phải chạy đi chạy lại để có những làm cái giấy tục. Đúng rồi. Kiểu chạy hết từ viện nọ sang viện kia, xong cuối cùng là dừng ở Việt Pháp để lấy được cái tờ giấy đồng ý cho bay của bác sĩ. Bởi vì em bầu rất là khỏe và bác sĩ chỉ cần check xem là tử cung của mình ý, nó đã mở hay chưa thì mình có thể bay được. Và cuối cùng thì cũng bay được. Và trong suốt 4 tuần đó, bọn em có được một cái cuộc sống lứa đôi hoàn hảo ở bên Thái trước khi sinh. Rồi như vợ chồng son vậy đó, đúng rồi, trăng mật luôn. Thấy rất là biết ơn cái quãng thời gian đó. Bởi vì là khi mà ở đây thì chồng em vẫn đi làm và em vẫn cứ tập trung vào công việc kinh doanh của mình. Khi mà sang bên đó thì gạt hết mọi thứ và bỏ lại mọi thứ đằng sau. Và cùng nhau chăm sóc em bé trong bụng này, rồi CJ thì chăm sóc vợ này, cùng nhau đi chơi. Đấy mới là giai đoạn em đi chơi nhiều nhất. Tức là em đi chơi cho đến khi, cho đến trước cái hôm em đẻ luôn, tuần thứ 41, bầu to ơi là to rồi, em bé của em ra chậm mất hơn một tuần. Bầu to như thế rồi em vẫn còn ra biển để em đạp xe. Và lúc đấy thì em nghĩ là thôi, cứ vận động được cái gì thì vận động cho nó dễ đẻ. Bởi vì em bầu rất là to, em bé lúc đó đo ở trong bụng mẹ đã gần 4 cân rồi. Cái quá trình chuyển dạ của em nó cũng miên man, dài lắm. Em chuyển dạ 33 tiếng, cố gắng để đẻ thường. Khi mà siêu âm những tuần cuối thì bác sĩ cũng không thể đoán được là em bé lúc này là đang nặng chính xác là bao nhiêu cân. Em cũng đã chuẩn bị cả tinh thần và thể trạng tốt để phục vụ cho việc đẻ thường. Chuyển dạ 33 tiếng, đau thấu trời danh luôn. Và em đau đến mất cả nhận thức luôn rồi. Đúng rồi. Tới các dấu hiệu về nước ối rồi thì nó có vỡ ối trước đó hay là nó chỉ đơn giản là các cơn đau thôi? Đơn giản là các cơn đau thôi. Em bị bong cái nút nhầy một lần. Trước cái ngày chuyển dạ phải 2 hôm. Sau đó thì mới bong tiếp. Thì em nhớ là cái hôm đầu tiên em bong nút nhầy là đang đi shopping cùng với em gái. Tức là gần như không có giấy ở nhà. Em cứ đi thôi, em cứ đi được lúc nào em đi. Lúc đó em gái hốt hoảng mặt tái mét. Em bảo có làm sao đâu. Thế là em lại tiếp tục em chọn đồ của em gái thì đang cuốn hết cả lên, chân run, tay run. Đó, thế là mãi đến 2 ngày sau thì em mới bắt đầu những cơn chuyển dạ đầu tiên. Vợ chồng em kỷ niệm lần cuối. Thế xong rồi chồng... chồng em buổi tối hôm đấy thì chồng em mới đưa em vào viện. Tưởng là sẽ sinh sớm. Nhưng mà sau đó thì mãi em cứ phải lâu lâu em mới mở được một phân từng phân một. Thì suốt 33 cái tiếng bắt đầu tới cơn trở dạ đầu tiên đó thì chồng em phải gọi là kè kè bên vợ không rời luôn. Cái kế hoạch mà đẻ dưới nước của mình là được thực hiện đúng với cái mong đợi thực hiện hay được 30%? Bác sĩ cho tao cho mày ngồi vào trong cái bồn nước cho mày thỏa nguyện, cho là đúng kịch bản. Còn lại thì bởi vì chuyển dạ lâu quá đó. Vâng, em thì cũng khỏe. Và em bé thì mỗi lần mà bác sĩ vào để kiểm tra tim thai thì tim thai vẫn ổn. Nhưng mà đến tiếng thứ 33 ấy là lúc em đã mở gần hết rồi. Em bé thì cứ thúc xuống để được ra. Nhưng mà do cái đầu nó quá to, em thì lúc đấy quá mệt rồi. Cố dặn nhưng mà cũng không có cơn dặn nào để mà ra cả. Và thế là bác sĩ cũng bảo là thôi, nếu như trên đời này mà có bác sĩ nào mà giúp mày đẻ thường trong trường hợp này, trong trường hợp này thì tao xin tuyên bố tao nghỉ làm. Thế là chỉ định em mổ. Thế là em sợ lắm. Lúc đó em có hợp tác với bác sĩ không Phương? Em không hợp tác với bác sĩ. Nhưng em hợp tác với chồng. Vì em cứ nắm tay chồng em mà em không để, em không mổ đâu, em không mổ đâu. Vì em rất sợ ăn dao. Vâng, thế nhưng chồng em mới động viên. Anh hứa là anh sẽ ở bên em cho đến khi mà em xong, cho đến khi mà mình xong việc. Và thế là sau đó thì em ok, thôi em yên tâm. Bởi vì em biết là chồng em cũng sẽ được vào phòng mổ. Em gây tê xong thì anh ấy vào và anh ấy cứ ngồi ở đầu giường của em và cứ cầm tay vợ trong suốt cái quá trình đấy. Với cái sự chuẩn bị để chuyển dạ của Phương á thì rõ ràng là nó đã rất là công phu. Nhưng cuối cùng thưa các mẹ, chúng ta vẫn không thể nào qua mặt được những cái chỉ định y khoa. Cuối cùng ơn trời là em hợp tác với chồng và chồng em thì hợp tác với bác sĩ. Vâng. Thật ra thì lúc mà mang bầu mà cứ ai nói là ôi con to thế thì đẻ mổ là em thấy rất là cáu, em thấy rất là tức. Nhưng mà sau cái chuyện đi đẻ của mình thì em mới học được một bài học. Đấy là không có cái gì bất biến cả. Ok rồi. Thế thì khi mà sinh con ra, lúc đó là mình vẫn tỉnh để mình đón chờ cái giây phút đầu tiên mà con chào đời. Trời ơi, em tỉnh vô cùng. Bởi vì lúc đấy mình không thấy đau nữa. Và em nằm thì người ta che một cái tấm rèm ở trước mặt em rồi để cho mình không phải nhìn thấy máu me của mình. Thế nhưng mà em không hiểu tại sao người ta lại để cái đèn mổ ở phía bên trên đầu này này, và cái đèn mổ nó phản chiếu tất cả mọi việc bác sĩ đang làm. Thế nào mà cái mắt của em nó lại dính vào cái đèn đấy.
Thế là em nhìn thấy hết cái cảnh bác sĩ rạch bụng mình như thế nào, hút máu ra như thế nào, rồi em bé ra như thế nào, và em lúc đấy em không thấy sợ một chút nào cả. Em nhìn em cảm thấy kiểu đang xem Discovery. Và thế là em cứ nhìn chăng chăng này, chồng em ngồi bên cạnh nhìn thấy vợ mắt cứ trừng trừng ra này, sợ quá. Vợ ơi ở lại với anh. Vợ ơi ở lại với anh. Hôm đấy cũng người cũng tê tê, em không nói được gì thì em gật đầu thôi. Nhưng mà em vẫn bị cuốn vào cái hành trình của bác sĩ. Và khi mà con em ra đời, em vẫn cú bởi vì không đẻ thường được. Thế là em hỏi là bao nhiêu cân hả bác sĩ? Lúc đấy chưa cân, thì ta mới bảo là 4 cân. Em nghĩ trong đầu là 4 cân mà bắt người ta phải mổ. Bởi vì em nghĩ là với cái thể trạng của em ý, thì 4 cân vẫn có thể ra được. Đến lúc mà người ta đặt em bé lên cân và là 4 cân 6 thì lúc đấy cũng thỏa mãn chút đỉnh. Em gọi là tâm phục khẩu phục. Nhưng mà khi con ra thì con được chạm vào ba đầu tiên hay đúng là rồi. Con được đặt lên người mẹ đầu tiên? Em cũng đã, tức là hai vợ chồng lên một cái birth plan, là cái đó, kế hoạch khi sinh, và giao lại cho bệnh viện là mong muốn là khi mà con sinh ra là sẽ được ra tiếp ra với mẹ đầu tiên. Thế nhưng mà do là bọn em chuyển từ sinh thường sang sinh mổ, em nghĩ là do mẹ vừa mới trải qua cái quá trình bị phanh bụng ra rồi, cho nên bác sĩ sẽ không dám cho con ra tiếp ra với mẹ lúc đó. Thế cho nên là chồng em là người ra tiếp ra với con đầu tiên. Cái lúc mà em bé chào đời rồi, ảnh có khóc giống như là lúc ảnh đón nhận thông tin ảnh có con không? Em không rõ lúc đó chồng em có khóc không, nhưng mà chồng em khóc khi mà em đang chuyển dạ, khi mà em đau. Thế thì sau đó thì chăm con sao khi mà mình sinh ở Thái Lan chứ không phải là sinh ở đây và có nhiều người thân? May mắn là em có cô em gái, cũng chỉ được 3-4 ngày là có em gái ở bên cạnh hỗ trợ hai vợ chồng thôi. Là cái và... cô mà cứ cuốn lên khi đi mua đồ. Đúng đấy. Rồi. Nó đáng yêu lắm luôn. Hơn 2 tuần sau đó là chồng em chăm cả mẹ cả con. Nó vẫn là một hành trình hạnh phúc hay là có một cái sự gọi là cũng chưa quen nào đấy? Em nhớ chỉ có duy nhất một hôm mà chồng em đang bận một cái gì đó. Lúc đó thì bởi vì em nuôi con bằng sữa mẹ trong 2 tuần đầu tiên đó, mà em thấy đói, em thấy nhà chưa có gì ăn cả, thì bình thường thì chồng vẫn nấu cho ăn, hoặc là em nấu, em tức là em sinh xong em vẫn khỏe, mình thì vắt sữa xong mình mệt mình đói cấu. Thì em cáu với chồng đấy. Lại có đập đồ nữa không? Có đập không, em không đập không? Nữa. Em đã hứa với chồng là sau lần đấy là em không đập nữa rồi. Sau khi sinh xong thì em cũng trải qua một sự kiện nữa mà nó rất là đáng nhớ và đáng sợ với hai vợ chồng. Sau khi ra viện ý, có thể là do em không giữ gì cẩn thận, mà em cuồng chân, em muốn đi chơi. Nên là em có đi chơi một buổi tối, gọi đi ra ngoài mua sắm ăn uống với em gái trước khi nó về nước. Là mới có mấy ngày thôi. Mới mấy ngày đó. Vâng. Wow. Em không đau vết thương hả? Lúc đấy thì em không đau. Em nghĩ là ok, chỉ đi bộ một chút thôi, một chút xíu thôi. Đi ra đấy thì ăn uống xong đi về. 2-3 hôm sau thì em bắt đầu sốt. Và em nghĩ là thôi chắc nó chỉ là cơn sốt nhẹ nhẹ thôi, mình nóng, mình lạnh, nó bất thường một chút xíu. Nhưng mà một vài hôm sau thì cái cơn sốt nó nhiều hơn và em rét run cầm cập lên, và sau đó em phải vào viện để em tìm hiểu. Thì lúc đó em mới biết là em bị nhiễm trùng huyết mộ rồi. Vâng, thì em nghĩ là do mình đen thôi. Cái cảm giác này chị hiểu, tại vì chị bị y chang như vậy ở lần sinh bé thứ hai. Và cái cơn sốt đó nó khó tả lắm, nhưng mà đúng là sốt từng chập. Và em có thể bị mê man. Lần đó chị còn nghĩ là chị bị tắc tia sữa mà chị sốt nữa cơ. Vâng. Nhưng mà không, cuối cùng là vết mổ của mình nó đã không có, gọi là đã không có được tùy trùng, nó bị một cái sự cố nhỏ. Vâng, cái hôm gần bay về nước ấy, nó bắt đầu đau dữ dội. Thì hôm đấy em nhớ là 2 hôm trước khi về nước thì bọn em có đến một cái bệnh viện khác mà em kiểm tra, thì người ta có nói là em bị nhiễm trùng, người ta phỏng đoán là nhiễm trùng tử cung hay như thế nào đó. Tuy nhiên người ta vẫn cho em kháng sinh để em uống, và em trụ được, em vẫn bay về nước. Em vừa bay xong ngủ qua một đêm thì cái đêm hôm đó sốt rất cao, và sáng hôm sau thì cái vết mổ của em nó bắt đầu nó bị áp xe rồi mà em không biết. Em chỉ biết là nó sưng thôi. Thì sáng hôm sau cái ổ áp xe nó bị vỡ ra. Ra. Ồ. Nó phun ra cả sàn. Đúng. Giống như là đổ một cái bát cháo ra. Chính xác. Trời đất ơi, lúc đó chồng em cũng hoảng hốt và bế vợ cho đi bệnh viện luôn. Thế là em mất 2 tuần điều trị ở trong bệnh viện. Em điều trị kháng sinh quá rất là cao, liều cao, nên là em dần dần bị mất sữa. Thì khoảng thời gian đấy là chồng em cũng lại chứng tỏ một lần nữa là người chồng tuyệt vời, vâng, rất tận tâm. Lan cũng đang tính hỏi về vấn đề đó đó. Vâng. Con thì ở nhà, thì em có ông ngoại thì cũng lớn tuổi rồi,
ông ngoại sẽ giúp trông thôi, trông hoặc là cho con uống sữa. Lúc đó em bé vẫn còn bé lắm, lúc đó đang uống sữa mẹ mà, thì lại phải chuyển qua sữa công thức. Chồng em thì cứ ở nhà trông con, xong khi mà con ngủ thì khoảng tầm 2 tiếng là lại tranh thủ vào viện với vợ, xong rồi lại phi về, rồi vẫn cứ đi mua son cho vợ như bình thường. Lại em ở viện em thấy em tái quá, em bảo anh đi mua cho em cây son. Sau đó em ra viện thì em lại về nhà em nghỉ. Thật ra đây là một cô gái rất là may mắn, bởi vì trong tất cả các hành trình của cô đều có một cái người đàn ông rất là tâm lý. Đúng. Và thực sự yêu thương cổ để mà đồng hành cùng với cổ. Chứ thực sự ra những cái mà sự cố của em xảy ra, một phần là cũng do mình ham chơi quá. Vâng, em ham chơi. Mình đi chơi quá sớm cho nên là nó ảnh hưởng đến cái vết mổ của mình. Nên là rõ ràng em ngưỡng mộ ông xã em là đó là một cái điều đương nhiên, hợp lý, không chối cãi được. Một hành trình nữa để cho chúng ta cảm thấy rằng là nước mắt có thì nụ cười cũng phải có trong cái câu chuyện làm vợ và làm mẹ. Phải như vậy thì cuộc đời này nó mới đa màu sắc được. Ừ, rất là dễ thương. Vậy thì bây giờ Lan nghĩ là nếu mà để bạn gửi những lời yêu thương đến cho ông xã mình thì có lẽ trong suốt những cái tháng ngày ở cùng nhau thì bạn đã nói nhiều rồi đúng không? Bây giờ mình có muốn nói chốt sổ và mình muốn nói thêm với ông xã của mình nữa hay không? Hoặc là với một người nào khác cũng được. Với ông xã em thì thật ra ngày nào em cũng nói rồi, nhưng có lẽ em sẽ nhắn với các bà mẹ bỉm sữa khác. Mời em. Bởi vì là em cũng khá là tự hào vì đã được trải qua một cái thai kỳ rất nhẹ nhàng. Và cũng là may mắn khi mà sinh em bé thì em bé rất là trộm vía dễ nuôi. Em cũng mất một thời gian khá lâu để em rà soát lại, để mình nhận lại xem mình đã làm gì mà để nhận được cái điều đó. Em mới nhận ra thì là nó không đến từ những cái yếu tố bên ngoài. Nó là cái tâm thế, cái tâm thái của mình, cái năng lượng mà mình lựa chọn tiếp nhận nó như thế nào. Mong là các mẹ bỉm sữa ấy, khi mà biết tin là mình có em bé thì hãy đón nhận nó với một cái sự, thứ nhất là với niềm hạnh phúc, nó là một món quà vô giá. Và hãy lựa chọn những cái điều tích cực, đón nhận những cái năng lượng đẹp. Xin được cảm ơn những chia sẻ cũng như là thông điệp mà của bạn gửi đến cho chương trình cũng như là gửi đến cho các bà mẹ bỉm sữa khác.